Xin chào mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại sân trường của Đại học Bách khoa Hà Nội, nơi diễn ra sự kiện tư vấn tuyển sinh cũng như là hướng nghiệp cho các bạn sĩ tử 2K3 năm 2021 do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Và các bạn thân mến, như các bạn có thể thấy thì lúc này sân trường của chúng ta đã chật cứng cả các bạn học sinh cũng như là các bậc phụ huynh quan tâm đến việc hướng nghiệp của tuyển sinh năm 2021. Và để đáp ứng nhu cầu của các bạn học sinh lớp 11 cũng như là lớp 12 về việc nắm bắt thông tin một cách chính xác, nhanh nhất cũng như là có những hoạt động như thế nào trong ngày hội tuyển sinh hôm nay, thì Đại học Đại Nam đã có mặt tại ngày hội tuyển sinh năm 2021 được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Và ngày hôm nay Đại học Đại Nam sẽ mang đến những điều gì bất ngờ, thì ngay bây giờ hãy cùng theo chân Ngọc Hoa để đến với gian học của Đại học Đại Nam nhé. Let's go. Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt tại ngay trước gian hàng của Đại học Đại Nam. Và đầu tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chút thông tin về Đại học Đại Nam nhé. Đại học Đại Nam được thành lập vào năm 2007, là trường đại học ứng dụng hàng đầu trong khối các trường đại học ngoài công lập của Việt Nam. Trụ sở chính của trường đặt tại số 1 phố Sớm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 đặt tại số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội. Hiện Đại học Đại Nam đang đào tạo 18 ngành ở 4 khối: sức khỏe, kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn. Về phương thức xét tuyển thì có hai phương thức, đó là xét tuyển bằng học bạ lớp 12 và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau 1,5 thập kỷ đào tạo, Đại học Đại Nam đang có 25.000 sinh viên, học viên theo học. Đến nay thì nhà trường đã tuyển sinh được 15 khóa đại học chính quy với 11 khóa sinh viên đã tốt nghiệp ra trường với hơn 10.000 dược sĩ, cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư. Hàng năm có hơn 10.000 sinh viên theo học tại 18 ngành đào tạo. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin về Đại Nam University thì hãy vào Lang Thang Hà Nội để đọc thêm nhé. À mà phải giới thiệu thêm với các bạn, đó là Đại học Đại Nam của chúng mình là trường nổi tiếng bởi 12 mùa hoa. Mùa hè thì có hoa phượng đỏ rực trời, mùa xuân thì hoa ban tím mát, và hoa hồng thì đúng phải nói là xứ sở luôn. Chưa kể là bằng lăng thì có thể nói là nhuộm tím cả sân trường. Ngoài học tập nghiên cứu khoa học, trải nghiệm thực tế doanh nghiệp ngay từ năm nhất và liên tục trong suốt khóa học, thì sinh viên Đại học Đại Nam còn được tham gia rất nhiều hoạt động phong trào ý nghĩa giúp thay đổi tư duy, hoàn thiện nhân cách cho sinh viên. Có thể kể đến các hoạt động như là tấm bánh nghĩa tình này, hội trại truyền thống, các hoạt động văn hóa hòa cùng nhịp đập thời sự của đất nước, hay là các hoạt động tình nguyện, hội thao, các hoạt động bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa và các câu lạc bộ. Các bạn thân mến, là một trong 170 cơ sở đào tạo tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh 2021, trường Đại học Đại Nam mong muốn mang đến cho thí sinh và phụ huynh những thông tin hữu ích giúp các em vượt qua được những trở ngại ban đầu, lựa chọn được ngành học và trường đại học phù hợp nhất. Năm nay thì Đại học Đại Nam đổ bộ sân trường Đại học Bách khoa với 4 gian tư vấn thiết kế tinh tế, nổi bật, hệ thống mô hình học tập hiện đại, sản phẩm thuốc, dược liệu, cao, gel sát khuẩn khô tự chế, nhân vật cổ trang, cosplay, thư pháp cùng hàng loạt các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn khác. Đặc biệt, lực lượng hùng hậu gần 500 cán bộ, giảng viên và sinh viên nhuộm cam sân trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệt tình giải đáp, cung cấp đầy đủ thông tin cho thí sinh và phụ huynh. Đến với gian tư vấn của trường Đại học Đại Nam, các sĩ tử và phụ huynh không chỉ được cung cấp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học năm 2021, kinh nghiệm ôn thi hiệu quả, mà còn được tư vấn về cách chọn ngành, chọn trường phù hợp, các phương thức xét tuyển vào trường, môi trường đào tạo. Đặc biệt là nhà trường còn đưa ra những thông tin vô cùng bổ ích, dự báo nhu cầu nhân lực của các lĩnh vực, ngành nghề trong tương lai, những thay đổi về cơ cấu ngành nghề trong bối cảnh chuyển đổi số. Cũng tại ngày hội, các thông tin về chương trình đào tạo, đội ngũ cán bộ giảng viên, môi trường học tập, thực hành, thực tập, chuẩn đầu ra, cơ hội ngành nghề, chính sách học phí học bổng cũng được thầy cô và sinh viên nhà trường giải đáp tận tình và chi tiết. Nào, bây giờ hãy cùng Ngọc Hoa gặp gỡ một vài vị phụ huynh và sĩ tử để nghe xem Đại học Đại Nam đã đem đến những điều tuyệt vời như thế nào nhé. Chào em, vừa xong thì chị thấy là em đã đặt rất là nhiều câu hỏi ở bàn của tư vấn viên. Thì chị có thể hỏi một chút thông tin của em có thể giới thiệu cho các bạn được không? Em tên là gì ạ? Em giới thiệu em tên là Nguyễn Đăng Anh. Đăng Anh. Em ở dưới Văn Giang, Hưng Yên. À, thế thì ngày hôm nay em đã có mặt tại ngày tuyển sinh từ mấy giờ rồi? Em vừa đến được 30 phút. Vừa đến 30 phút thì em cảm thấy là không khí của ngày hội tuyển sinh ngày hôm nay như thế nào? Rất là náo nhiệt. Náo nhiệt. Thế sau khi mà tham quan ở gian hàng của Đại học Đại Nam thì em có những ấn tượng gì về gian hàng của trường? Đội ngũ tư vấn rất là chuyên nghiệp ạ. Chuyên nghiệp, nhiệt tình đúng không? Cảm giác là chuẩn bị rất là chu đáo. Những gian hàng khác thì có thể là em nhìn thì không thấy được chu đáo bằng bên trường mình, rất là chu đáo, rất là chu đáo.
Thế em đang quan tâm đến khối ngành nào của trường Đại học Đại Nam? Em đang quan tâm đến khối ngành điều dưỡng ạ. Ngành điều dưỡng. Chị thấy em đặt rất là nhiều câu hỏi cho tư vấn viên đúng không? Cảm thấy em rất là quan tâm. Vậy thì em đã có sẵn sàng để trở thành một mảnh ghép của Đại học Đại Nam chưa? Nếu mà thế thì chị chúc em sẽ thật là may mắn và có thật là nhiều sự bình tĩnh để có thể vượt qua kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để có thể trở thành một sinh viên, tân sinh viên của Đại học Đại Nam nhé. Cảm ơn em. Bắt tay cả. Các bạn biết không, trong ngày hội ngày hôm nay, các bạn sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, Hàn Quốc đã hóa thân thành các nhân vật cổ trang rất ấn tượng, gây tò mò lớn cho các bạn sĩ tử. Và trong không gian ngày hội giàu tính kết nối và chia sẻ, thí sinh còn được giao lưu với các bạn sinh viên năng động của Đại học Đại Nam thông qua các mini game, xin chữ ông đồ, trình diễn văn nghệ, nhảy flash mob nữa đấy. Các bạn thân mến, năm học 2021-2022, trường Đại học Đại Nam tuyển sinh hệ Đại học Chính quy ở 18 ngành thuộc 4 khối đào tạo gồm sức khỏe, kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn theo hai hình thức xét tuyển, đó là xét học bạ lớp 12 và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Để được cung cấp, giải đáp các thông tin mới nhất về các phương thức xét tuyển vào Đại học Đại Nam, hãy để lại bình luận dưới phần comment, inbox ngay cho fanpage của trường hoặc là liên hệ với phòng tuyển sinh trường Đại học Đại Nam theo địa chỉ số 56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, hotline 0961 595599 hoặc 0931 595599, website www.dainam.edu.vn hoặc www.tuyensinh.dainam.edu.vn. Hãy đến với Đại học Đại Nam, học để thay đổi, ra trường có cuộc sống tốt và trở thành công dân tốt. Hẹn gặp lại các bạn tại Đại Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.